Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà em Chí các bạn ạ. Sau 3-4 ngày kêu gọi ủng hộ thì hiện tại mình đang cầm số tiền của các mạnh thường quân đến đây để giúp đỡ với gia đình. Rất là tuyệt vời. Trong thời gian vừa qua thì đăng video lên cũng được rất là nhiều các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ đến em Chí. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà. Đây là chú Lợi. Vừa về đến đây thì mình vừa mới nghe chú bảo là em ấy đang yếu lắm rồi các bạn ạ. Chào. Vâng, chào bác nhé. Chào chị nhé. Ôi, ôi. Ngắm này. Chưa được 10 phút. Chưa được 10 phút á? Ừ. Chưa được 10 phút. Ôi, ôi. Thương quá. Giờ nổi. Mình thì đêm hôm qua rồi. Ai xa. Hôm qua ra bụng xuống này. Bụng ra mù. Cứng lắm, hôm nay đau đau suốt từ đêm qua. Ôi ôi. Mình đến muộn có mấy phút đồng hồ các bạn. Quá thương luôn. Vừa nãy chưa được 5 phút. Chưa được 5 phút. Sợ thế nhỉ. Vỡ rồi cho cô. Vỡ rồi. Vâng. Vỡ u rồi. Sao nó bị. Ôi. Mình hẹn với gia đình là đúng một tuần mình quay lại, nhưng mà chưa đến một tuuần đâu, mình 3 hay 4 ngày quay lại luôn để gửi tiền cho gia đình mua thuốc, nhưng hiện tại chậm đúng 5 phút đồng hồ các bạn. Rất là thương luôn. Thế hôm qua bắt đầu đau rồi cô? Sáng qua bắt đầu ra một ngày. À. 3 giờ sáng nay bắt đầu đau quần quặn đến bây giờ. Sáng kia là đau. Ê, thương gì nhỉ? Chân tưởng ra được mủ là nó tốt. Ra được mủ như kiểu nó bị vỡ. Ra nhiều quá thì mềm cái bụng mềm. Con này xẹp luôn. Chú nhỏ đến quay phim con này này, bây giờ anh Tú đến nhà mình rồi này này con. Con có biết không? Anh Tú kêu gọi. Anh Tú kêu gọi cộng đồng đấy, nhà hảo tâm ấy, nhà mạnh thường quân ấy. Mang tiền đến cho con để con chữa bệnh đấy. Con có biết không? Đấy. Thường quá. Con này, anh Tú đến nhà lúc nãy có người đến bảo con là đợi một tí nữa anh Tú đến nhá. Bây giờ con không đợi được nữa, 5 phút là chậm tí là anh Tú thì không kịp con nữa. Nhá, con. Thường quá nhỉ. Đau quá rồi, tôi gọi đây này. Anh vỡ cái nào mua cái bụng vỡ. Cắt khổ thế, đến muộn có một tí à. Đau lắm quá, chắc hôm qua chắc đau lắm nhỉ. Nó ra rất là nhiều mủ cái u này. Vâng, nó vỡ rồi. Nhiều luôn, từ hôm qua một ngày, tối hôm qua, hôm nay vẫn còn ra. Nhưng mà không qua được nổi cơn đau như chị nữa. Một tế kề thì nó cắt kịp nhưng mà không nói được gì. Thế ạ? Tưởng qua không nói được. À. Sáng nó không nói được, cứ quần quật ở đây thôi, không nói được. Thường quá. Chẳng ai làm được chứ, chẳng ai được một câu như thế, không nói. Quá buồn luôn, các bạn. Một cái hình ảnh, mình chưa bao giờ từng gặp một trường hợp nào như này luôn. Đúng 5 phút đồng hồ mà đến đây bây giờ em đi. Số tiền của các mạnh thường quân rất là lớn. À, bây giờ em ấy ra đi rồi, có 5 phút đồng hồ thôi.
thế. Cái bụng bị lại làn các chị ạ. Đây bây giờ cũng rất là buồn, đến đúng cái thời điểm này thì em ý không, thật sự là không còn chờ được số tiền của Mạnh Thường Quân thì rất là buồn luôn, nhưng mà cũng rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến em và đến gia đình. Thì hiện tại gia đình đang làm cái thủ tục để em ý làm lễ táng cho em ý, thì mình cũng xin phép được gửi được tiền luôn cho cả gia đình ở đây và tất cả các Mạnh Thường Quân cùng nắm bắt để gia đình lo hậu sự cho em ý và trang trải những cái nợ nần trong cái thời gian vừa qua. Đã là một rất là nhiều tiền để gia đình cứu chữa nhưng mà không chữa được các bạn ạ. Thì thông báo luôn với cả nhà, với em Chí thì số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến kênh trong thời gian kêu gọi là khoảng 4 ngày. Thì hiện tại đã kênh đã nhận được 51.725.000. Thì bây giờ xin gửi cho gia đình và cho em ý. Rất là đáng tiếc luôn các bạn. Dạ. Em mới xong cục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Đây là 50 triệu. 51.725. 1 triệu nữa. 725. Đây. Tụt 52 triệu. Áo lợi nhận đây. Đây. Tôi xin gửi cho dạ. Gửi cho gia đình. Nói gì sao xin cảm ơn cả bên anh và các chị em, anh em Mạnh Thường Quân. Vâng. Bây giờ thì giúp đỡ cháu tôi, nhưng mà cũng chẳng may thì về đến đây thì cháu tôi cũng vừa mấy phút là cũng chẳng còn nữa. Thì vâng. Bên gia đình cũng cảm ơn bên bà con cô bác, anh em Mạnh Thường Quân. Vâng. Cảm ơn. Vâng, vâng. Cảm ơn chú. Vâng. Cũng rất là buồn các bạn ạ. Thật sự cái số tiền rất là lớn của các nhà hảo tâm mang đến để mua thuốc có thể chữa trị hoặc là có thể giảm bớt cho em một chút đau, nhưng mà do là bệnh của em quá nặng rồi, trong cái thời điểm quá nặng rồi nên là bây giờ thì em ra đi thì cũng là một phần nào để giảm bớt cái đau đớn của em ý trong cái thời gian vừa rồi. 8 tháng trời vật lộn với cái căn bệnh quái ác này, thật sự rất là buồn. Thì cháu cũng không biết nói gì, là cũng xin được chia buồn cùng gia đình, thay lời tất cả các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm là chia buồn cùng với gia đình. Mong gia đình sẽ sớm vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Vâng. Cháu xin gửi riêng phần quà của gia đình cháu cho thắp hương cho em ý 1 triệu. Vâng. Vâng. Thôi em Chí, anh đến đây cũng hơi muộn một tí em ạ. Thôi mình sang qua một cái trang mới rồi thì mong sao là em sẽ kiếp sau em sẽ không bị bệnh tật như này nữa, không phải đau như này nữa và sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh đến hơi muộn một tí thì thật sự là rất là buồn luôn đến lúc này.
Rồi bây giờ cháu chắc cũng không ở lại đây được lâu. Gia đình còn lo việc cho em nó thì cháu xin phép. Cảm ơn tất cả các cháu nha. Dạ vâng. Tất cả các mạnh thường quân. Vâng. Giúp đỡ từ em cho cháu, nhưng cái bệnh tật không qua nổi. Vâng. Thì đến trên này cũng là cháu nó qua rồi. Dạ vâng. Thì cũng rất cảm ơn tất cả. Vâng, vâng. Các cháu. Vâng. Cháu mình thường quân giúp đỡ cho cháu bệnh tật nó qua khỏi, nhưng không không được rồi. Vâng. Xin thông cảm. Vâng. Cháu cảm ơn nhé, cháu xin phép đây. Bây giờ gia đình thôi cũng cháu cũng xin phép về trong kia để cho gia đình còn lo cái công việc của hậu sự. Vâng, cảm ơn. Cháu cảm ơn nhé, cảm ơn các bà nhé. Vâng, thôi cháu xin phép đây, rất là buồn. Vâng, thôi cháu xin phép đây, cho gia đình còn lo cái việc ở nhà ấy. Vâng. Buồn quá. Vâng, vâng. Đấy các bạn ạ. Một cái sự tình cờ, một cái sự trùng hợp, mình cũng phải nói là nó có một cái gì đó đấy. Mất đúng vào cái thời điểm mình lên cách có khoảng 5 phút đồng hồ. Thật sự là rất là buồn luôn, không biết đường nào mà nói nữa. Tại vì là cái quãng đường của từ bên mình sang bên này nó rất là xa, 140 cây cơ. Đấy, hôm trước thì mình cũng đã nói là đúng một tuần mình quay lại thì mình đã cố gắng liên lạc về phía bên này, về phía gia đình, thì cũng nghe gia đình báo là cũng em cũng càng ngày càng yếu rồi, thì xem có cố gắng thì đến sớm thì càng tốt. Thì mình đến hôm nay là 4-5 ngày gì đấy thì là mình đã đến trước rồi, chủ động đến trước rồi, nhưng mà rất là buồn luôn. Mình không nghĩ là nhanh đến cái mức độ đấy đâu. Tại vì cách đây có mấy hôm thì em ý vẫn nói bình thường, đầu óc vẫn tỉnh táo. Nhưng mà hôm đấy thì cũng bắt đầu nuốt sữa, nuốt nước, bắt đầu khó rồi. Quá buồn luôn các bạn ạ. Với một cái bệnh nó đau đớn mà gia đình bảo là em ý đau từ đêm hôm qua đến hôm nay vật lộn. Coi như là không nói được rồi, không nói được gì cho gia đình từ hôm qua, từ tối hôm qua đến sáng nay. Mình không biết tin này đâu, mình không biết một tí nào là về em ý quá nặng đâu. Mình chỉ nghĩ là nó bình thường, như hôm trước thì mình sang đây thì gửi tiền để gia đình có mua thuốc cho tiêm cho em ý, thì sang bên này giật mình luôn ấy, thật sự luôn, không thể nào mà ngờ được nó nhanh như thế. Đáng buồn, rất buồn luôn các bạn. Mình chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như thế này, đây là lần đầu tiên. Vừa thương vừa xót. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển vào nhà bác Hòa để gửi tặng cái số tiền của các mạnh thường quân đến cho gia đình bác, để bác ấy có tiền đi viện các bạn ạ. Còn phía gia đình của Chí thì như các bạn biết rồi, bây giờ gia đình phải lo cái hậu sự cho em ý. Chắc mất 2 ngày. Mình thì không ở lại đây được, tại vì cùng về bên kia còn rất là nhiều việc và đường rất là xa nên phải di chuyển luôn. Đây các bạn ạ, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà bác Hòa. Sau 4 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 5 mình trở lại đây. Buổi sáng nay thì mình cũng buổi tối hôm qua mình chốt sổ, buổi sáng hôm nay thì lại có phát sinh 2 người gửi tiền nữa. Thật ra nó lại chênh cái số tiền lên một chút, mình phải rút tiền thì nó đếm thì chưa chắc đã đủ ấy. Bác Hòa ơi, à bác đang nhà y bá đâu rồi bác? Ơi chăn lợn á? À đang khó thở. Sao lại bác khó thở á? À có đau không? Đau. À nó tắt cái đài hội chống với bác. Đây, vào đây gặp bác Hòa thì bác cũng đang bị ấy, đang bị khó thở các bạn ạ. À chẹt à? À chẹt à? Ui ui chạy à? Chạy à? Ây à, ây à. Cáu à? Bắt tay. Ê. Ê. Mệt lắm không bác? Khó thở à?
bá là chăn lợn đằng sau này. Cho ra rồi. Cho gọi bá vào. Để cho ra đấy xem luôn. À chẹt. Qua tay. Ơi. Bá ơi. Đi ra đằng sau này xem. Chăn lợn là bá ơi. Bá. À, chăn lợn á. Nuôi được mấy con bá? Hả? Đẻ được mấy con? Đây bá Thảo bá đang chăn lợn này các bạn này. 1 2 3 4 5 6 7 con. Còn một con ra ngoài. Con lợn nái này to phết nhỉ. Nhà Hùng á. Quán Nga. Nhà mua con A bá. À mua nhà chị ấy thì đẹp phết nhỉ. Thế là có một con mẹ với lại mấy con như này. Vâng. Hôm trước cháu vào quay video thì cũng được các nhà hảo tâm ủng hộ từ giúp đỡ tiền để bác ấy mua thuốc mua thang đấy. Thì hôm nay cháu đến đây để gửi tiền cho hai bác. Bác vào nhà rửa chân tay vào nhà cháu. Thế là cứ công việc này là đều bá phải lo hết quá nhỉ. Một mình bá làm mà, bác Hòa làm nông đất. Một lúc bà mất đi bây giờ, một mình bá làm mà. Một mình bà. Bà năm nay là 60. 60. 60 tuổi. Đấy, lo hai người con bị bệnh, rồi là công việc trong nhà, rồi là việc đồng ruộng các thứ đều đến tay bá hết. Vất vả lắm. Hai anh kia thì tắm rửa cũng phải tắm. Nhà, cái gì đâu. Vất vả quá nhỉ. Phục vụ từ đầu đến cuối luôn. À, từ bé tí nhỉ. Từ đẻ ra đến bây giờ. Bác thì đan rộ à? Vâng. Ăn chẹt. Sợ. Sợ. Vâng. Chẹt cái nhìn thấy sợ là... sợ súng à? Sợ cái máy quay à? À. Cứ nhìn thấy khẩu súng là sợ. Nó nhìn thấy khẩu súng nó khóc lắm. Sợ sấm á? Sấm với súng còn chẳng ngoài ra chẳng sợ cái gì nữa. Nhỉ. Khoe nó còn trèo lên kia ấy. Trèo lên cả máy. Nhỉ. Hôm nọ phỏng vấn bảo bác thuốc bác có hút đâu không? Bỏ cái con điếu mà không hút đâu. Bác không hút thuốc đâu quá à? Không hút đâu. Đã bỏ đến chục năm nay luôn. Thuốc nào cũng chẳng hút mà. Vâng. Con nó treo trên TV bảo là phỏng vấn. Bác có bệnh còn hút thuốc. Không hút. Bỏ lâu lắm rồi. Nhưng mà có cái này là điếu khách các bạn nhé. Rượu chả hút nào. Bỏ rượu bỏ thuốc mấy năm rồi đó. Từ lúc phát hiện bệnh nó là bỏ. Thế là mình bây giờ cứ lâu lâu nó làm một cơn thế. Khó thở. Cháu nghĩ bác phải đi khám luôn đấy. Khám thì khám nhiều rồi. Mà ước gì có tiền thì đi vào bệnh lao xem. Đúng rồi. Có lúc nó thở thì khó khe đấy. Lao phổi trung ương ấy. Thì lại phải... Trung ương phải đi Hà Nội ạ? Vâng ạ. Phải bôi dầu phần linh vào thì nó mới thông được cổ họng. Nói nhiều này cũng còn mệt đấy. Nói còn mệt á? Ừ. Nếu mà bác nào mà có thời gian ấy thì đưa bác xuống bệnh viện phổi trung ương. Lao phổi, lao khác nhé. Bệnh viện phổi rồi. Khác, bệnh viện lao khác. Nó lại thế cơ. Thế biết tỉnh Yên Bái mình có không? Không. Phải là... Hôm nào mà bác có thời gian thì cháu đưa đi được mà. Thuê xe ở đấy mà đưa đi. Mà ấy xong thì cháu đi một ngày, hai ngày đi luôn được. Đi luôn được. Đi xuống bệnh viện phổi trung ương. Chụp thời gian như thế rồi mà chả biết bệnh gì thì biết là. Bây giờ bệnh viện đi các thứ. Chứ họ chuẩn đoán là u phổi. U phổi. À. Từ ở Hàm Yên đi cũng là như thế. Là u phổi. Nó có tức là nó có cái chiều hướng nó xấu đi không? Mình đấy, cảm giác giờ, như kiểu là bây giờ càng ngày nó càng nặng. Nó biến thành di căn. Di căn tức là lúc đầu nó chỉ có một ổ. Đầu tiên nó chỉ có một viên thôi. Một viên u.
sau nó bây giờ nó biến lại cao lên, nó nảy ra mảnh lấm tấm kia. À, tức là bây giờ nó lại phát sinh ra nhiều cái ở bên cạnh. Bác sĩ ở Hà Nội nó bảo không mổ được đâu. Vâng. Nó không bệnh viện nào mổ phổi được. À. Thì cứ điều trị thôi đúng không? Thuốc thôi. Bác bảo thì sợ bác lao. Mình lao thì mình bảo đi bệnh viện lao xem khám xem. Vâng. Mỗi bệnh viện lao chưa được đi. Thế thì xuống bệnh viện lao để xem như nào. Bây giờ phải đi càng sớm càng tốt. Hôm trước cháu quay cái thằng ấy kia. Thằng Trí ấy. Thằng em Trí ấy. Vừa nãy cháu lên gửi tiền cho gia đình thì qua 5 phút rồi. Vừa mất. Này. Vừa mất. À. Ơi. Thôi nhá. Không được dùng đồng tiền đấy. Đấy. Thì các mạnh thường quân ngộ. Cháu hẹn một tuần mà cháu đây hôm nay ngày thứ 5 cháu đã lên đây rồi mà không ấy lại được. Mà có đúng 5 phút đồng hồ. À. Cháu vừa lên đây là vừa mất luôn. Thế là mình thương nó. Thằng bảo chịu khó lắm thằng ấy. Thằng ấy chịu khó, ngoan. Lâu một tí lại đây, đi. Bác Hòa đi Hà Nội nó bảo nó cho bảo mình chọc. Bác Hòa cho chọc. Chọc thì chắc không sao đâu quá. Chọc, chọc kim tiêm cái gì? Chọc vào nó như lấy dịch xem là u ác hay u lành. Vâng. Mà dân giá mình thì bảo là chọc như thế nó sưng lên nhanh lắm. À. Nó phát triển nhanh lắm. À. Thế là không dám cho chọc. Vì hiện tại bây giờ mình cũng không biết là cái u của mình là u lành hay là u ác tính nữa cơ. Đấy. Thôi bây giờ đợt này xuống bệnh viện lao thử xem họ xét chụp chiếu xem nào. Nó như thế nào. Đợt trước là đi xuống Hà Nội thì bệnh viện gì hả bác? U biếu. À, u biếu được à? Đa chiều. U biếu làm sao mà nó chuẩn được? Ví dụ mình phải đi bệnh viện phổi hoặc bệnh viện lao. Tỉnh Liên Quang giới thiệu là như thế đấy. À. Bệnh viện ca u biếu Hà Nội. À. Bệnh viện chỉ chuyên trị chữa bệnh u, bệnh u biếu ấy. Bác có tờ giấy với cái bút không nhỉ? Để cháu cộng, hôm qua cháu cộng sổ rồi nhưng hôm nay lại có hai người gửi đó ra nó lại... Để tranh lên một tí tiền. Nó phải cộng để xem thế nào để cháu gửi cho hai bác để lấy tiền đi viện. Ê. Này, bắt tay. Ê. Ê. Đấy, nhìn rất là to khỏe nha các bạn nhá. Này á phải tầm 70 cân quá. Nó đi viện á, thôi nửa đêm con cái là bác ngủ với nó xong bác đi sang lại sang ngủ với thằng này. Thế à? Ừ. Nửa đêm 1 giờ nó đi ra tấn khu ngoài kia. Ôi giời. Đi tìm bố quá à? Hôm 13 bố đi viện được chị. À. Thế nó ngủ với mình nó quen đấy. Úi dồi ôi. Tận chỗ nhà có điểm ấy. Đi bắn đi đêm. Mấy cây? Ừ, đi sau. Cả nhà anh em mấy... đi tìm. Con nhờ cho lên xe máy thế là cho lên bắt đầu nó chạy xuống hai chân nó dẫn chạy bố thế là bảo. Ừ, nhà. Một cái là bố và cái vai của bố thế con nhờ không được xe máy nào bà cho anh lên đây. Nên nó lại chuồn xuống em bắt bác đi bộ đánh từ đấy xa đến mình đi bệnh viện 500 giường điều trị một tuần. Vâng. Nhà thằng này đi tìm bố. À, chứng tỏ là cũng nhớ. Biết nhớ. À, biết nhớ thì là nửa đêm là đi lúc nào mẹ ngủ say bán, không biết bán bảo 2 giờ thì 2 giờ đêm đã thấy tận ở ngoài kia rồi. Chứng tỏ là cũng biết là nhớ bố mà không ở cạnh là biết đi tìm. Bà nó lên gò nó không lên đâu, nó đi cẩn thận lắm thằng này. Cứ đi theo đường. Đêm ngủ với bố rồi nè. À. Hai bố con kia, hai mẹ con. Kia hai mẹ con. Khổ thân thật đấy. Nặng chấm nó ngủ mình đẩy lên chả đi. Ngủ có ngủ tốt không? Ngủ tốt. Không ban đêm mà không quậy phá các thứ được quá. Không. À, thế là còn may. Còn may là không có cái kiểu mà cứ đi lang thang khắp mọi nơi đấy. Chỉ thử. Ôi phải kèm nó cũng có. Còn đi đấy nhờ. Nên gian đường này chặn cái tô. Vâng. Ừ nhờ. Chỉ sợ là các ông như này mà các ông cứ đi lang thang khắp đường khắp xóm đi chung. Thương lắm những cái người kiểu đấy. Ăn chả có ăn, người ta cứ cho ít thì thương. Ăn còn nó có ăn, người ta cho nó còn chẳng biết ăn. Thế á? Cứ phải người nhà mình. Thế? Ê. Ê. Ê.
cứ sợ là y hay sao ấy. Như người ta thằng đi bộ đội, thằng này đi làm thuê. Vâng. Có đủ rồi mình cha được nhờ thế nào. Cũng khổ thân hai bác. Có hai người con trai lại bệnh tật hết. Khổ. Còn cái thằng kia thì nó ai mà cho nó ăn, nó không ăn bao giờ đâu. Chết đấy. Ừ. Kia mẹ mà đi uống rượu hay là đi đám ở đâu ở nhà với bố không thèm ăn luôn. Ô. Thế á? Cứ phải mẹ. Cứ mẹ ở nhà. Ôi. Thế này thì có mình làm cơm chín phải chờ 12 giờ. Vất vả đấy. Mẹ nó về mới ăn, không có nên nhịn luôn. Thương nhỉ. À, đây các bạn ạ, à, vừa hôm qua thì đây cháu cũng báo luôn cho gia đình hai bác nắm nhé. Cháu gửi số tiền của các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình hai bác. Hôm qua cháu chốt sổ là có 31.325.000. Thì sáng nay có phát sinh thêm hai người ủng hộ thêm. Thì đã được tổng là 39.525.000. Thì sáng nay cháu rút tiền cả hai nhà, nhà kia cũng phát sinh lên mà nhà này cũng phát sinh lên, đâm ra là chưa chắc đã đủ số tiền đâu. Cháu đưa cho nhà Chí kia cũng 50 mấy triệu, sáng nay cháu nó rút có 90 triệu thôi mà. Cảm ơn các nhà tài trợ qua nhỉ. Vâng. Một ngày hai ngày tiền đến tận tay này. Vâng. Cha biết đường nào nói cảm ơn quá. Vâng. Một nhà hai. Tài trợ mạnh người hảo tâm. Này ở gần ở xa chả biết làm nào, trả ơn được các anh các bác. Cầm đồng tiền người ta ủng hộ này mình đau xót lắm. Người ta người mình người, mình chả giúp người ta được. Tiền chuyên hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi lăm 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 thôi. Thiếu mất 1 triệu. Thiếu mất 1 triệu à, 1, à 2 triệu rưỡi, 39 triệu 500. Cái này các bác ơi, cái này chắc là bác cầm tạm giúp cháu để ngày mai cháu gửi bắn tiền về cho bố cháu ra đây đưa cho bác. Đây. Tổng số tiền ủng hộ cho gia đình bác là 39.525.000. Đây, cháu xin được gửi cho bác. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn người học tâm mà đồng quân. Anh này ơi, bắn chết. Một ngày, hai ngày cháu đến quay đến nơi, bây giờ đồng tiền đã đến tay của tôi rồi. Thì tôi rất cảm ơn, chả biết đường nào mà nói nữa. Bây giờ chả biết nghĩ nào được. Gần anh em cô bác này. Có như thế nào đi lại chơi với mà những người ở đâu xa. Cũng chẳng biết là họ tên cái gì, thì chỉ biết rằng một lời cảm ơn đi thôi. Vâng. Còn bây giờ tôi nhất mong được chữa được cái bệnh nó khỏi. Vâng. Để nuôi hai cái thằng thằng dở dang này. Đồng tiền bây giờ đến tay rồi, ngày một ngày hai mình lại đi viện. Cũng ước đi viện là lao một lần nhưng mà chưa có tiền mà đi. Là. Lần này có tiền nên đành cố đi một lần nữa xem mà nó ra cái bệnh gì. Và. Điều trị đến nơi đến chốn xem. Vâng. Thôi bây giờ đấy là những cái lời cảm ơn rất là sâu sắc của gia đình bác Hòa gửi tới toàn thể các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ đến gia đình. Cũng cầu mong sao là bác đi bệnh viện lớn điều trị
cho khỏi được cái bệnh và nuôi tiếp tục là gánh vác gia đình, nuôi hai người con khuyết tật. Những giọt nước mắt của cả bác gái rất là buồn luôn các bạn. Nói chung là bây giờ chỉ biết là cầu mong, cầu chúc sao là mau sớm khỏi bệnh rồi. Cố gắng lên bác ạ. Vâng. Đời còn dài, còn nhiều cái. Ta cũng con người, mình con người. Xong mình chỉ ủng hộ người ta được. Mình ta với cái số phận nào nó khổ thế. Vất vả, bác vất vả từ xưa. Thôi cố gắng. Bây giờ là cũng may mắn. Còn muốn mong là ai cho bao nhiêu tiền. Bác còn muốn mong biết họ, biết tên, biết người. Nhưng mà vâng, người ở xa đâu mà. Vâng, sẽ có trên cái danh sách ủng hộ là có tên. Nhưng mà thật ra là mình cũng gửi lời cảm ơn. Nhưng cũng không biết thế nào mà đền đáp được họ được. Toàn những người ở xa, các tỉnh, rồi nước ngoài nữa. Đấy, tâm tư nguyện vọng của bác thì hiện tại bây giờ cũng số tiền cũng được gần 40 triệu thì cũng trang trải được một phần nào đấy. Đằng này đối với gia đình đồng tiền quá lớn rồi. Trong gia đình không có cái tài sản gì mà bán được mà được bằng này tiền đâu. Vâng. Rất là cảm ơn. Nếu mà tới đây thì nếu mà bệnh tình của bác như thế nào, có cần giúp đỡ thêm hay như nào thì mình tiếp tục sẽ kêu gọi ủng hộ. Vào cái thời điểm hiện tại thì bây giờ số tiền này cũng đủ cho bác đi viện thì tạm thời ở cái mức độ này. Xong là tới đây sau này thì có cái gì đấy thì mình sẽ kêu gọi sau. Rất là cảm ơn. Đây thì dạ, nói đi trước nhá, mà cũng chẳng mong cái gì đâu. Mong có số tiền để cho bác đi viện nhanh chóng nhé. Dạ vâng, vâng. Cảm ơn bác. Thế hai bác cứ cố gắng nhé. Cái này cố gắng. Dạ. Bác chả nói trước mà chắc chắn là trước sau như thế. Sau này bác bá già, nếu sống được 70-80 tuổi càng tốt, mà không sống được mà chết đi. Còn hai thằng này chả biết là dựa dẫm mà ai, sống như thế nào, vâng, ăn uống như thế nào, còn lo hai thằng. Vâng. Còn mình chết đi là nó là một thành vấn đề. Còn hai thằng con này nhờ cậy vào đâu. Vâng. Giỏi lắm. Cũng thương. Gánh nặng. Mình già mình chết luôn. Còn hai thằng này thì lúc đấy làm sao? Cũng lo đấy. Bây giờ cái viện tâm thần họ có nhận những cái trường hợp chưa đi đem viện bao giờ luôn. Đem đi thì được. Không đi được đâu nhỉ. Khỏe này không? Phản kháng lại ngay. Máy nó còn chẳng ngồi. Nhảy xuống à? Nhảy xuống. Chưa bao giờ ngồi xe máy đúng không? Chưa. Sợ cào luôn ngày xưa chứ. Ngày cào xưa ấy, con bé nó cào đấy. Lâu lâu mà nó không cào. Trẻ con nó cào. Trẻ con nó cào à? Có đánh không? Nó tát cho này. Nó tát chưa à? Khóc thì thôi, nó chả làm gì đâu lắm. À. Trẻ con nó du phát này. Nó cũng không dám kiểu đánh đập mạnh lắm đâu gì. Chú ý ván là nó. Ngày xưa bố cháu kể như ai nhỉ? Đang ngồi nói chuyện thế này tự nhiên một phát tát nó uốn bóng đó mắt. Nhiều người bị. Nhiều người bị đúng không? Kiểu đang ngồi. Con này ấy. À. Để ý nó phải xem. Đấy, uống một nửa đổ đi một nửa thế này. Ôi. Thế ăn cơm có bị vãi ra không? Ăn bát rơi đi. Ăn hai bát rơi một bát. À. Ăn bằng thìa. Ăn hai bát rồi rơi đi một bát. Ừ. Ôi giời ơi. Khổ thế. Đấy, những cái hoàn cảnh phải nói là cực kỳ éo le, mình cũng làm nhiều rồi. Bây giờ thì mình còn làm còn cửa quay được mấy cái già cũng cửa nổi chả biết làm kiểu gì lúc ấy. Nghĩ biết đi trước rồi tránh vào đâu được khỏi. Thật sự những hoàn cảnh như này phải nói là bây giờ rất là éo le luôn các bạn ạ. Cửa quay được. Nếu mà bảo là hai người già mà
bệnh thật thì chăm nhau còn được, đây là còn chăm hai người con như thế này thì các bạn nó khỏe hơn không tưởng tượng được, quá éo le luôn. Như gia đình bác bây giờ gọi là quá là vất vả đấy, không phải là vất vả bình thường. Đây là xuống xuống dốc không phanh được, sức khỏe chả có, con thì lớn càng ngày càng lớn khỏe giá. Năm nay còn làm được mấy xào ruộng trăm năng, không làm nổi nữa thì không biết làm sao. Vâng. Biết đi trước rồi nhưng mà tránh không được. Khổ thân. Vụ gặt vụ cấy mỗi người. Mỗi mình vợ đi làm, vợ sau này nó cũng già, làm sao khỏe được như này mãi. Vâng. Cái gì đến tay của bác gái. Khổ. Tôi sẽ cố gắng bác ạ, sẽ có nhiều người sẽ giúp đỡ hỗ trợ đến gia đình bác. Chắc chắn kéo còn nhờ những người hảo tâm. Thì tới đây nếu mà các chương trình sau gia đình bác cần khó khăn cái gì thì chắc chắn cũng phải nhờ tới các nhà hảo tâm. Chắc chắn rồi, cái chuyện đấy không tránh vào đâu. Không thì vất vả lắm. Nhìn bác gái lam lũ, bác thì bệnh thế này thì không biết biết đường nào. Tôi cầu chúc được khỏi bệnh cho bác ạ. Đấy, ai mong được khỏi. Vâng. Được năm nào phục vụ con này, đỡ được năm đấy. Vâng. Một người mà mất đi, còn một người sống lại. Chỉ có chăm hai thằng này, với có gì thì nấu với ăn, còn không bê lên được mà ăn. Vâng. Tiếp theo thì mời các bạn nghe những cái lời tâm sự cũng như là lời cảm ơn từ bác gái, bác Hoa. Thế bác ấy cũng không biết nói gì hơn, bác chỉ cảm ơn như Mạnh Quân với cả những người hảo, những nhà hảo tâm. Vâng. Quan tâm đến gia đình bác thì bác rất cảm ơn nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác. Lần nào vào cũng vậy, là cũng bác gái cũng khóc các bạn. Thật sự là những cái hình ảnh mà rất là đáng thương cho gia đình, và cũng là vui, cũng là một cái tin vui bước đầu, khởi đầu có tiền để đi chữa bệnh, thế là cũng vui lắm rồi. Thôi cháu cũng gửi số tiền và còn 2,5 triệu thì cháu sẽ bán tiền cho bố cháu để chuyển cho bác. Thì cháu bây giờ cháu cũng xin phép, thì bác xem cố gắng bố trí cái ngày sớm nhất để đi xuống viện. Nếu mà cần tiếp tục cần giúp đỡ gì thêm thì cứ gọi điện cho cháu, thì cháu sẽ tiếp tục là kêu gọi từ các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình bác. Vâng. Được bằng này đấy. Thì đối với gia đình đồng tiền to lắm rồi đấy, lớn lắm đấy các bạn. Vâng. Còn bé gì đâu, bằng này cũng đủ đi viện rồi. Dạ vâng. Nhưng bác cũng một ngày hai ngày thì bác cũng cho bác Hòa đi khám bệnh luôn. Vâng ạ. Vâng. Thôi cố gắng. Thì bác cảm ơn nhé. Vâng. Cứ phải giữ vững cái tâm lý đấy mới là cái quan trọng, ăn uống các thứ hợp lý và. Thôi cháu xin phép đây, bác nhé. Cháu xin phép cháu nhé. Vâng, vâng. Cháu xin phép cháu về. Xin chào A Thảo cái nào. Nào. Sợ, sợ. Xin chào. Nào. Ây ạ, ây ạ, ây ạ, ây ạ, ây ạ, ây sợ bố nó đi, nó lại chạy đi. Khỏe lắm mấy ông này. Chẹt nào, bye bye thế nào. Chẹt. Chào nào, ra đây, ra đây, chạy. Ông đấy là cứ thấy người là chạy. Cứ khẩu, sợ khẩu súng. À, Thảo nào cứ chạy, cứ thấy người là chạy. Vâng, thôi cảm ơn hai cháu nhá. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác. Mạnh khỏe nhá. Vâng, cảm ơn bác nhé. Bác. Dạ. Người nào khó khăn hơn cứ làm tiếp tục như thế. Vâng, vâng. Rồi, chào cảm ơn ạ. Chẳng biết đường nào nói. Vâng. Cháu chào nhé, chào bá nhé. Ok, vừa rồi thì các bạn đã thấy những hình ảnh rất là đẹp của các Mạnh Thường Quân đã gửi đến số tiền cho hai bác lo cho cái công việc chữa bệnh, những giọt nước mắt của gia đình thì các bạn nhìn thấy rồi đấy. Thật sự rất là thương hai bác cái tuổi già và hai đứa con bị dại. Một lần nữa thì kênh cũng rất là cảm ơn tới các Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng kênh để giúp đỡ những hoàn cảnh éo le và khó khăn như thế này. Hôm nay cũng là một cái video chắc là mình nghĩ là buồn nhất trong hàng nghìn video của mình đã lên.
cầu mong cho em Chí ở trên suối Giàng là cũng nhìn thấy những cái đồng tiền của những cái nhà hảo tâm gửi đến để giúp đỡ cho gia đình vượt qua được những cái khối nợ nần của gia đình đã chữa trị cho em trong suốt thời gian vừa qua. Ok, video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo.